Vi Thức xin được trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe bài thơ rất hay và ý nghĩa có nhan đề Đất nước mình kỳ diệu phải không em? Đây là bài thơ của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời câu hỏi của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Nếu thấy hay, hãy like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ Vi Thức. Đất nước mình kỳ diệu phải không em? 4.000 năm cha ông ta dựng nước, trong bom đạn vẫn tiến lên phía trước, để hôm nay trên bục giảng có em. Đất nước mình giản dị phải không em? Dù giờ đây đủ cơm ăn, áo mặc, chiếc bánh chưng vẫn để 3 ngày Tết, cặp lá yêu thương vẫn khát vọng đổi đời. Anh cũng đã đi quá nửa trái đất rồi, ngắm những tượng đài uy nghi hùng vĩ, nhắc lại chiến công trước đây hàng thế kỷ. Mình xây tượng đài cho lịch sử nên chăng? Đừng nói không với sắt thép, xi măng, xe đạp, ô tô, máy bay, tàu thủy. Trường em giờ khác xưa nhiều em nhỉ? Vậy làm bằng gì nếu chỉ chọn cá với rau? Chuyện môi trường không chỉ nước mình đâu, quốc tế năm nào chẳng họp hành tranh cãi. Nếu Vũng Áng bớt đi vài đồng lãi, xử lý nước rồi chắc lòng cá chẳng đau. Chẳng xã hội nào thật hoàn hảo được đâu, tham nhũng bất công rau nào xấu ấy. Rau có sâu chịu khó tìm bắt vậy, trách nhiệm của ta chứ không phải kêu đòi. Đất nước ta vẫn rừng biển bầu trời, biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc. Đồng đội anh vẫn ngày đêm giữ biển, những con thuyền vẫn đánh cá Hoàng Sa. Em đừng nghe kẻ nấu thịt nồi ra, kích động chiến tranh biểu tình bạo loạn. Gia đình mình đôi khi còn khó quản, huống chi ta còn hàng xóm láng giềng. Đất nước mình em nhỉ rất bình yên, không còn cảnh chìm trong bom đạn. Nên hãy vui lên đừng bao giờ oán thán, vì em còn là cô giáo phải không em?